sao mà không xé cái tả hay nó đâu có đuôi đâu mà xé. Đích. Trời ơi, kỳ vậy, con gái nữa kỳ vậy. Thôi chị lại gần là nó cự vậy đó. Nó có tính vậy đó, nó có trai rồi, nó không có cần ngó ngàng tới mẹ nó đâu. Gái lứa thì gặp cho chú đích vậy. Không cầm điện thoại hả? Ừ, thôi chơi với anh đi. Để tay, bắt tay. Bắt tay với anh đi. Bắt tay ơi. Ừ, bắt tay đó. Lết là bắt tay đó, trời ơi. Hùng hùng anh đi. Ôi. Trời, bắt chí á, nằm xuống cho nó bắt chí thì nó chịu chứ còn không không biết không. Em nằm xuống cho nó bắt chí á, muốn bắt chí em đứng dậy nằm em thôi. Nằm xuống đây cho nó bắt chí kìa. Nếu mà ấy nó đứng dậy. Giờ nào? Mới tắm mới đạp đó. Phải nói là mai cho anh ngồi dậy anh đi vệ sinh cái là nó buông ra chứ còn tự nhiên đứng dậy đi là nó chụp cái đầu lại đó. Nó không biết nói nhưng mà biết nghe hả? Không nghe mà. Nghe. Nghĩ sao vậy? Tối ngồi đây mày nói nằm xuống ôm mẹ là. Chú đích vậy, gái lứa gì chú đích kỳ ấy. Ngồi xa ra kêu massage, kêu rồi mày kéo vợ nó ra kêu massage. Đưa mít đưa anh massage ra, kéo hai vợ nó ra. Xây cái mặt ra này. Có quan toàn nó đích không vậy? Mới tắm đó. Chưa bữa nào cũng tắm mà. Trời tay bị đứt nè. Không biết giờ này có cưng mấy tụi cưng nó ăn cơm không biết nữa. Cho nó ăn đi chị. Cho vợ ăn toàn ăn đi. Không ra. Nó thử đó, nó thử nó ăn thử rồi có mùi cua nào biết nó ăn không biết. Ăn đi, rồi không ăn là nó thử đó. Thử đó, có mùi cua nó không biết. Với đồ ăn á, thường ăn là nó ăn gì chị? Nó ăn bát cơm. Tay này, bát tay nè. Ăn chuối. Bát tay, đưa bát tay nè, bát tay. Bát tay đi, đưa bát tay đây. À. Ê, cái gì vậy? Đừng la, la đấy. Nó kêu ý là nó không có nó dịnh em khoái nè lấy cái mền ra lấy mền ra lấy mền đi cho cái mền ra đây cho nè không ra đây em nó còn ngọt nó cho em đừng nạt nó có nạt đâu không có tự, ừ tự nhiên kêu ấy la là ý là nó sợ này đi đó nó kéo lại đó vậy nó kéo lại tưởng là hung bạn miếng nếu mà có nữ lại mà dịnh này là lúc đầu nó chửi cho nghe nè em coi nè nghe đừng có sợ nghe mà đừng có la mà còn chích xa xa ra đi nó chụp nè Quýnh lên nè, đừng, nó không có cho lại gần trai, trai lại là nó không có cho. Thương quá, thương quá. Kêu nằm xuống cái đêm, massage. Nằm xuống. Nó kéo cưng, nó dịnh cưng, nó không cho chị dịnh đó. Nằm xuống đi, massage. Rồi, kêu nằm xuống massage, nằm xuống. Kêu nằm xuống massage. Massage, nó sợ đó, nó không cho chị dịnh cưng đó. Trời. Nó mê cho đó, có trai lại là chị dịnh hai, nó không cho hết trơn á. Rồi, massage, rồi. Nằm xuống massage nha. Thôi con thôi mẹ của ba không mẹ vẫn chơi mà. Đó thôi đính liền thấy không? Mẹ vẫn chơi chứ ai mà giành giật chi trời ơi. Không có cho, không có cho lại. Thôi nằm xuống massage, kéo hai giò nó nằm xuống đi. Rồi nằm xuống massage nha, rồi nằm xuống. Rồi, nằm xuống massage nha. Xích lại. Trời ơi, vẫn chơi với làm cho tao giành à. Chứ giờ lại dịnh dịnh ấy nữa là nó la nữa đó. Là trời, nhưng mà khôn dữ vậy. Nó dịnh nó kéo con lại đó. Rồi. Thôi, thôi ra ngoài bệnh quá, ra đi. Không phải, nó la hoài. Nó cắn nào, nó là tổ tiên của này cho mẹ hung miếng. Bắt tay. Bắt tay vậy, bắt tay. Bắt tay nè. Bắt tay với anh đi. Tay, giỏi quá. Hung miếng ơi. Hung anh miếng đi. Nó có răng không ta? Có răng. Trộ răng ta chấm nổ nè, nè. Nó có cắn không? Ai biết, cái đó chị không biết à. Chị không biết à. Nè, anh có vàng nè, có vàng nè. Vàng nè, vàng nè. Lột vàng nó đi nè. Lột vàng đi, lột đi. Ừ nè. Mắc cỡ, trời ơi, kiểu trai. Tay giống bàn tay người quá vậy. Mắc cỡ, gặp trai kiểu như mắc cỡ ngơ ngơ đó. Cái bữa chị cầm cây á, chị quay trực tiếp cho chị dạy quýnh á, cái ông anh bạn đó người ta hiền khô mà cứ quýnh giả bộ hiền đó. Nó ngồi nó giờ bà lù 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 nè, cái đường gìn nó chụp cái cây á. Nắm tay coi. Nắm tay bắt tay anh coi. Massage. Bắt chí kìa, bắt chí anh kìa. Bắt chí anh đi. Trời ơi. Ô đừng liếm đầu anh, buông ra. Bắt chí không bắt liếm đầu. Đồng hồ hả? Gờ đồng hồ á hả? Ồ đồng hồ đẹp đó hả? Ồ đồng hồ đẹp. Bắt chí đi, bắt chí tay đi. Ồ dịch chí, dịch chí bắt chí đi. Đó, tay có lông đó. Dịch bắt chí đó, thấy không? Tay có lông á. Dịch bắt chí đó. Bắt chí đâu dưới đó không biết tao nhổ luôn. Nhiều khi nó bắt hạ nó nhổ rồi đau gần chết luôn á. Tối em biết không nó ôm chị hả nó ôm ngang cổ quá thở không nổi vậy đó mà kêu nó buông ra nó ngọt ngọt nó buông ra mẹ đi xin nó buông chứ tự nhiên mở tay nó nhào nó chụp đầu nó chửi nó thô đó nó chửi đó quýnh gái à quýnh nhỏ đó quýnh nhà là quýnh là làng gái rồi mẹ làng là chết đẹp nha gái quá trời à thôi mày dữ đó, quay gần cạnh nhau mà đang quýnh gái đâu nghe đó quýnh gái đó quýnh con hả quýnh con để mẹ la cho mẹ binh con nghe thôi mày dữ
thôi anh không quýnh. Nó ôm cứ ngắt phải không, anh đâu quýnh con đâu, anh đâu quýnh đâu, rồi nó ghét mày rồi đó, đừng ngồi gần nha, ghét dài lắm, nó ghét rồi, nó bay đá đó. Bye bye. Ồ nó ngọt cái nó còn nói ấy, nó bay nó đá, giờ cho bung ra là nó bay đá con liền đó. Trời ơi, hai đá muốn đó. Em mà kìa. Thôi con. Bình tĩnh. Thôi anh giỡn. Anh giỡn. Thôi vú chặn mai, xin lỗi. Còn con xa đi. Mới lạ đó, la nó sợ. Thôi ngồi đây nè. Rồi đây. Đuổi mẹ đi con. Đúng rồi, rồi nè. Ngồi đây nè. Ngồi đây mẹ cho nghe điện thoại. Rồi đây. Ừ. Chưa mày thả dây xuống. Thả dây xuống thôi con. Rồi ra đây. Nè. Ẵm nó được không? Ai? Chị hả? Không, ấy toàn ẵm nó được. Được mà được mà chút cho bắt lại bắt không được. Chị hả? Mày chai dữ lắm. Trời ơi. Chai mà ẵm nó gọi là chị ẵm nó không có được đâu. Mình phải dụ nó. Bữa hôm thằng em mà tấp kia như vậy gì qua quán cà phê ha, nó ôm cứng ngắc luôn, không ai ẵm được hết trơn á. Nó ôm gần là nó mê luôn hả? Mê mũi vậy hả? Quên mẹ luôn. Ủa đồ, nó sợ lấy điện thoại đó. Nó sợ toàn lấy điện thoại nó ôm cái tay chị nó nhắc đó. Giả bộ mà giả bộ thò lấy điện thoại rồi bay đá liền luôn á. Quýnh không được đá, giả bộ nó giả bộ lấy điện thoại mình đâu. Thôi nó đá chết. Ồ đúng, quýnh không được là nó bay nó đá đó. Cho anh nha. Mà giật lại thấy không? Cho điện thoại anh nha. Thấy không? Cho anh đi. Có chuối gì cho anh ăn thử chị. Bây giờ có chai rồi cho vàng nó không ăn nữa. Trời ơi. Mới trai cỡ đó luôn à. Mới trai nó ăn lắm. Nè, cứ nhìn nè. Cho điện thoại anh nha. Đó, ôm cái ngắt lại đó không? Cho anh điện thoại đi. Nó cho điện thoại đi. Nó cho. Nó nghe hết trơn à. Tối ngủ là kêu ôm mẹ là nhà ôm đó. Nằm nói mai, cứ ôm mẹ nói mai là con này nhầu ôm liền á. Đó là con gái đó tao. Ừ. Cho anh điện thoại nha. Chỉ giờ toàn giải sử, toàn mấy đồ phụ nữ này nó sao? Thì bữa hổng có nhỏ em ở đây là không có chai phải không, nó ngồi nó nói chuyện nó giỡn hết bình thường, một chai bước vô là đậu la ra hằng nãy vậy đó, nó mê chai. Cho anh điện thoại đi, nó sợ lấy điện thoại nó ôm hoài thấy không. Thôi mẹ đâu có cho đâu, mẹ không cho phải bắt chí con nha, bắt chí con. Bắt chí con. Được bao nhiêu. Ủa, tháng nó bắt chí nó thương lắm, nó quạo nó thương lắm. Thôi mẹ nằm xuống cho con bắt chí mẹ nha. Được mấy năm rồi chứ, hỏi bao nhiêu tháng. Mấy năm rồi. Đưa gói mà chị coi chừng cái này nó lấy cái này nè. Mẹ nằm xuống con bắt chí mẹ nha, ngứa đầu quá chưa, để mà nằm xuống nha, bắt chí mẹ cho mấy anh coi đi, rồi dịch đi, dịch nè, chí nào bắt chí mẹ đi. Trời ơi, chịu trời đụng má con tròn đó rồi, nó không chịu. Ôi chậm khu chứ giả nó vậy đó, trương gia là vậy đó, thấy trai lại là chậm đích vậy đó. Thứ gì kỳ cục anh cưới ăn nha, mẹ lấy lại cho con ăn nè. Trời ơi, làm gì toàn sợ nó vậy, chỗ đất đó nè. Ôi nó tản em chết. Nó nãy không được cái lá bài đá đó. Nó tán em thiệt, nó tán em cái máy gì để mà không ra đâu á. Ăn đi. Ăn cũng không vậy hả? Ừ, ăn cũng không mà, có cơm, có thịt, có cá vô nó không ăn được. Thường khỉ nó ăn tán ăn chuối, táo rồi này kia, trái cây. Ăn lum chân rồi đó, có chai rồi dễ gì nó ăn đó, thấy không? Nó cứ khiều toàn không rồi đó. Có chai rồi vàng nó không ăn nữa. Nè, chuối tự nó lột luôn chứ bộ. Nè. Tự lột ăn đi. Lát tay như người ha. Đó, bà ăn kìa, thấy ghét không? Gái đứa ăn thì mày nít ra coi. Ăn thì mày nít đâu, hình thục lon trang coi. Rồi ăn nhiêu đó thôi đó. Ủa ăn nhiêu đó thôi hả? Lột hà. Trời ơi, nó ăn cái kiểu ăn mà, nó ăn kiểu tích trời ấy gì đó. Chứ có chai mà dễ gì nó ăn. Mà tối nó ăn nha, tối rồi đói là nó ăn đó nha. Trời ăn nữa hả? Thấy bỏ gạn không? Trời ơi. Ăn cắn cái gì, chai cái đó. Giờ dính nhẹ nhẹ để có đựng giật là nó tưởng quýnh á. Ừ, bà tự bà vậy đó. Nó gặp trai là bà vậy, không có chương gia mới cỡ chết mẹ đi thôi á. Gặp trai cái chổng khu cái bắp vú vậy đó. Gái đứa kỳ cục. Kỳ cục. Nó lụm đầu đó. Trời ơi. Trời ơi. Nằm xuống đây, nằm xuống cho anh massage đi. Nằm xuống massage. Nằm xuống cho anh massage nha, nằm xuống. Rồi nằm xuống đi, nằm xuống cho anh massage đi. Không chịu. Cái lòng. Cởi đồ ra đi con. Cởi đồ ra không có lộ hàng đâu. Cởi đồ ra. Bà ngồi lại tướng thấy ghét không? Trời ơi. Cái chị nào mình lựng nói sao mà mang tả mà không xé quần hay vậy, nó có đuôi đâu mà xé. Không có đuôi hả? Không có đuôi đâu. Nó vẫn hứng, nó vẫn hứng, có đuôi rồi đâu. Sao nó không có đuôi? Có đâu có. Tùy con nha. Tùy con hả? Ừ. Chị nói em á là con người của đàn bà mình sao rồi nó gan vậy luôn á. Nó rất là đẹp luôn á. Cởi đồ ra. Nó là người mà. Đầu cổ lông lá nó mới cược, không phải như mấy con ở trong kia gần đâu.
bằng tay mình gọn vậy đó. Nó thấy trai đứng ngoài đó nhóc kìa, đó 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 trai nhóc ngó rồi đó kìa, đó ngó trai kìa, gặp gái là lúc đầu quay lên thử rồi đó. Em coi mấy cái clip của Minh Nguyễn rồi đó, mấy cái clip của ông ấy đó, thấy ghê hồn không, nó chửi nó la tôi sợ luôn á. Giờ bánh bèo vô rồi nó không chịu hả? Hay bánh bèo vô không chịu hả? Trời ơi mày giỡn à, cái đồ điện thoại á, giỡn gì, thấy chị lấy điện thoại xuống là nó làm mắc cười lắm. Tại bác tay nó toàn là sợ nó dữ vậy. Nãy nó mới la em, giờ tim em còn thở thôi nha. Biết la đó. Ý là nó em rồi luôn mà. La rồi, rồi. Rồi nằm xuống đi, nằm xuống massage. La đó, em chữ đó là nó la đó. Rồi, massage nha, nằm xuống massage nha. Nè. Clip của ai xin quay nè. Dạ dạ. Nó bắt tay bắt mặt cái giò không đó. Rồi bắt tay. À, massage nằm xuống massage nè. Giờ ngó. Bắt Thầy Thiên nha, bắt Thầy Thiên con coi nè, bắt Thầy Thiên. Trời ơi, bắt Thầy Thiên phải lắm. Mà có bắt con gắn lên rồi nó chạy nè, nhìn bắt con gắn lên nó đâu nó chạy. Bắt con gắn lên nó chạy cho em coi nè nha. Tôi sợ con gắn dữ lắm. Bắt tay coi. Bắt tay. Bắt tay đó, bắt tay đó. Rồi bắt tay. Nó cũng giống như bà con người á, bàn tay mình. Em biết mà. Nè, thấy không? Nè. Đường gắn vô chạy rồi nè. Nè. Nó sợ hả? Ui, nó sợ gắn dữ lắm. Ừ. Bắt. Coi đứng kia coi hả? Bắt tay này, bắt tay. Ừ. Rồi con nằm xuống đi mẹ massage cho con nghe. Ồ, giỏi quá. Ồ, nằm xuống đi cho anh massage. Ồ. Mẹ thương nha con nha, mẹ thương con nha. Nè, ồ ngồi đây mà ngồi xích vô cho con cầm. Nè, rồi ôm mẹ. Ồ, đó. Ồ, ồ. Ôm giấu đi. Giấu để anh lấy đó. Ồ giấu. Ồ ôm lại. Ồ. Cứ nghe trơn à. Tối mà cứ bị nằm có chỗ nào không chỗ mình nằm chứ, là nằm đó. Cứ nghe trơn à, mình như nó nói không được thôi. Dạ, hiểu. Đúng rồi. Ừ. Còn đưa gì ăn là nó hử nè. Nó hử nó ăn thử coi có tanh đâu, tanh là nó không ăn đâu. Ôi kìa bàn tay. Bàn tay trắng nõn nè. Tay trắng nõn là đẹp ghê. Chị tắm chị trà bằng chảy đàng hoàng, xe bông đàng hoàng, mà xúc miệng đàng hoàng, mà chai lấy nó tùm lum trong đó tả rồi. Xưa đồn mà trẻ 2 tỷ không bán có thiệt không? Có đồng có trời ơi. Tự nhiên cái nói mấy mai người ta trả 2 tỷ không bán, giờ mua 10 triệu bán liền luôn nè. Nuôi nó 3 năm người ta 100 triệu rồi đó. Em tính yên tháng 2 triệu, 2 triệu mấy, 3 năm, 3, 1 tháng 11 này nó là 4 năm nè, bao nhiêu tiền. Mà năm nào cũng sinh nhật đó hết trơn á. Tháng 11 là sinh nhật đó đó. Đặt bánh sinh nhật đàng hoàng bộ. Trời ơi, những người đặt bánh sinh nhật để là tên mấy mai đàng hoàng bộ. Rồi nó có biết nói không mà sao thấy clip con biết khỉ biết nói hay vậy? Không biết khỉ nào biết nói chuyện. Tôi cho khôn cái nào cũng không biết nói chuyện hết trơn, cũng như nó nghe tiếng người, nó hiểu tiếng người, nhưng nó không có nói chuyện được. Nhưng mình kêu nó làm gì nó làm nấy mà nó không biết nói chuyện được. Vô tắm nghe tao nói mày nha. Mày tắm mày ngồi đầu hoàng nghe mà nhúc chích tao ký mày lủng sọ là ngồi gục đầu vậy nè. Có đầu cái chị gọi đầu xong cái chị bịt lỗ tai lại xả nước, đừng có cho nó vô trong lỗ tai nó. Nè lỗ tai trắng nõn nè. Khỉ nào biết nói chuyện. Còn tao nói sao nuôi khỉ buộc nó chi tội. Tao nói khỉ nào cũng nhắn buộc hết trơn. Không có khỉ nào mà không buộc. Có người lạ là phải buộc. Không buộc nó quậy banh thành cái nhà. Con không có con khỉ nào mà không quậy chân. Cái khỉ mà không quậy thì như cho đi huấn luyện, đi học quá như bên Campuchia rồi đó. Là cái đó tao đẻ, khỉ đẻ ra tao nuôi. Chị cũng kiếm trường, hồi lúc chị mới mua nó về chị cũng kiếm trường và cho nó mà trường ở đâu có. Mà đa số giờ em thấy người ta nuôi khỉ nhỏ. Nhỏ mà cái kiểu khỉ của Trung Quốc á. Hồi lúc chị bắt nó về nó có bay lớn, có bay lớn gì à, có nửa ký à? Không, nó lớn mà nó vẫn còn nhỏ xíu vậy thôi. Mà khó nhỏ. Kiếm con nào mà không có đuôi như con này lắm đâu nha. Ừ. Con này là không đuôi thật sự luôn á. Hồi nhỏ chị cũng đâu có buộc dây nữa đâu. Nhỏ thả lỏng vậy đó, ngày lớn lên là phải buộc, không buộc là nó phá. Tối chị ra ngủ là chị tắt đèn, chị mới mở dây nó, nó nằm cho nó ôm người ngủ thôi. Bà ngày là chị phải buộc dây. Nó dùng là tả em bé hả? Có tả em bé đó, tả búp bi em bé đó, 9-13 ký đó. Nguyên một cây trên ấy nó kè toàn cái gì đó, ấy toàn đó, nguyên một cây trên cầu thang đó. Ôi giời, bọc tả nè. Bọc tả em bé đàng hoàng bộ, một tháng 2 cây vậy đó. Trời ơi. Tháng 2 cây. Tả baby. Nó mới sạch sẽ chứ em nuôi nó mẹ không ăn tả sao chịu nổi. Con nít cũng vậy, nó tối mà nó không ăn tả nó đái ướt nhẹp như em có hôi rình chứ bộ. Sáng giờ là hết 3 miếng rồi đó, có nhiêu đâu. Tháng thức dậy than miếng rồi chị đi làm này kia nọ, nãy về tắm miếng rồi cái mới tắm sau đi cầu nữa, mới than miếng này nữa, miếng thứ ba nè.
Nó đi cầu là dễ biết lắm, nó đi cầu tội nghiệp lắm. Nó ngồi ở trong lòng nó bò không à, lết không. Chứ nó không lết thì nó không ra báo hiệu gì sao mình biết nó đi cầu. Nào nằm thấy không? Ngủ luôn đi, con ngủ luôn đi, mày dỗ con ngủ nha. Ừ, con giỏi lắm, con ngủ đi. Ừ, ngủ nha con. Ngủ nha. Ừ. Ừ, mày dỗ con ngủ. Thường lắm. Xin lỗi con nha. Ồ, xin lỗi ô, anh giỡn mà chứ anh đâu quýnh mày. Thiệt ra không có giỡn nha. Quýnh nhà nha. Trời ơi dữ. Ý là bình đó. Chị đang quýnh nó không? Đang quýnh nó giận nó, nó không nói cho nghe mà nó thấy ông Hòa cái bên cái đứng đó đầu nó nhào vô nó đá chị rồi nó bài nó nhào vô chụp tóc nó ra. Ý là có người bình nó đó. Chữ chữ nhỏ hoài nha. Thôi. Đây bài đá đi con, bài đá tức quá bài đá đi. Bài đá. Ô. Rồi. Đá. Ô, đá. Trời ghê quá vậy. Bài đá đó là gần là đá rồi. Bài đá đi con. Gẹo bài đá. Ô. Gẹo nhỏ nha, bài đá đi. Ô, ô. Nó giận rồi đó, nó giận luôn lắm á. Con nhỏ trong nhà trọ cũ trong nha. Tự nhiên cái ông kia ngồi về nã lại nhịn rồi ha, qua bữa sau đâu có thèm nói đâu. Tới chừng nhỏ kia ra tưởng bình thường, thường thường ra nhỏ kia vừa ngồi tới nó bay nó hút liền. Trời ơi. Con dai, giận dai lắm á. Thù dai đó. Ừ. Giờ cứ lại ngồi gần đó đi được mới sợ nè. Cứ ngồi nãy ngồi gần chứ giờ lại ngày gần. Bắt tay. Có đó. Thôi cũng mới trai mà. Ngồi đá giò đó. Đá đi con. Ừ. Đá đó. Thôi anh đâu quýnh con đâu. Thôi, anh giỡn á. Mày lấy thao cho Mai ngồi lên chơi nha. Lấy thao qua Mai ngồi chơi nè. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamin loại 280 viên với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc. Và em có bán cá khô chỉ vàng với giá là 100 ngàn một bịch là nửa ký, một ký là 200 ngàn. Và còn đây là bột bánh xèo ở quê làm nha, cái nhà làm thủ công. Là một ký là 70k. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định. Chào yêu, bye bye.